Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang ở sâm Lạch Tray đây. Đây là quang cảnh của sâm động Lạch Tray vào sáng ngày hôm nay. Bằng lép điện tử này đang test. Và trên khán đài là đã treo đại kỳ của Hội Cổ động viên Đá Hải Phòng. Và những chiếc cờ lớn có in các cầu thủ. Trời đang lớp hạt mưa đây, nhưng mong rằng thời tiết chiều nay sẽ tốt hơn, trời sẽ không mưa nữa để các cầu thủ có thể thi đấu tốt hơn.